Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Năm đầu tiên Búa Liềm Vàng trao giải đặc biệt. Hội thảo về chùa Ngũ Đài có vị trí quan trọng trong Phật giáo Trúc Lâm. Hải Dương phát hiện bắt giữ hơn 300 tấn hàng lậu. Ruộng đồng khô khát bên đại thủy nông ngàn tỷ ở Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối ngày 13 tháng 1, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020 đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Các tác phẩm tham dự giải Búa Liềm Vàng năm nay phong phú về chủ đề, thể loại. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội 13, công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phòng tránh khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ. Triệt phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Dòng chủ lưu của các bài dự giải mang chủ đề về xây, khác với các năm trước thiên về mảng để chống. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 62 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có một giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 27 giải khuyến khích. Qua 5 năm phát động, đây là năm đầu tiên giải báo chí về xây dựng Đảng trao giải đặc biệt. Giải đặc biệt thuộc về dự án phim tài liệu 90 tập Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình do báo Nhân dân thực hiện. Thông tấn xã Việt Nam đã đạt một giải A, một giải B và một giải khuyến khích giải Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020. Nhân dịp này, ban tổ chức đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6 năm 2021. Chiều ngày 13 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các thành viên ban chỉ đạo tham dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng, mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 13 tháng 1, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, thám sát và khai quật khảo cổ học di tích chùa Ngũ Đài, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh. Hội thảo xác định chùa Ngũ Đài có vị trí quan trọng trong Phật giáo Trúc Lâm. Theo lý lịch di tích và truyền tụng trong dân gian, chùa Ngũ Đài, Kim Quang Tự nằm ở chân núi Đống Thóc thuộc khu vực Ngũ Đài Sơn, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, do thiền phái Trúc Lâm xây dựng dưới triều vua Trần Minh Tông năm 1320 và trùng tu vào các thời Lê, Nguyễn. Quá trình thăm dò và khai quật tại di tích chùa Ngũ Đài với diện tích hơn 1.200 m² đã xác định được 4 lớp kiến trúc thuộc 4 giai đoạn xây dựng, trùng tu và biến đổi của di tích. Kết quả khai quật cũng đã thu được một lượng lớn các mảnh di vật gồm 7.668 tiêu bản có niên đại từ thời Trần, thời Lê Sơ, thời Lê Trung Hưng, thời Nguyễn và một số đồng tiền Trung Quốc có niên đại từ thời Đường đến thời Minh, thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 15. Đồng thời đoàn khai quật đã mở rộng khảo sát và thám sát ở các khu vực xung quanh, phát hiện nhiều địa điểm có dấu tích của các công trình kiến trúc, chùa tháp, tạo thành một quần thể chùa Phật rộng lớn, có mối quan hệ khăng khít với nhau. Kết quả khai quật cho thấy vào thời Trần, chùa Ngũ Đài là một trong những ngôi chùa thuộc thiền phái Phật giáo Trúc Lâm, có mối liên hệ mật thiết với hệ thống chùa ở Yên Tử, Quỳnh Lâm, Ngọa Vân, Quảng Ninh, Thanh Mai, Côn Sơn, Hải Dương và Vĩnh Nghiêm, Mã Yên, Am Vãi, Khám Lạng ở Bắc Giang, tạo thành một vùng tam giác Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử phát triển rực rỡ. Thời gian tới, Hải Dương sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật tư liệu để hoàn thiện hồ sơ khoa học nhằm đảm bảo tính chân xác và toàn vẹn để phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tại ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang thành di sản văn hóa thế giới.
Nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải, bến xe các địa phương phải huy động nguồn lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại. Bến xe phía Bắc thành phố Vinh Nghệ An và bến xe của tỉnh Ninh Bình là hai bến xe đón số lượng khách đi làm ăn xa trở về quê rất lớn. Tất cả hoạt động vận tải, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, niêm yết giá vé và công tác phòng chống dịch COVID-19 đều được tổ công tác liên ngành kiểm tra khá kỹ càng. Tổng cục Đường bộ Nam thì đã có các cái đoàn đi tất cả các cái vùng biển trên đất nước và đã triển khai các cái thông báo, và tôi cũng đề nghị với tất cả các cái chủ phương tiện cũng như lái xe và các sở là kiên quyết là chở đúng số người quy định và phòng dịch một cách tốt nhất. Khoảng gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Giao thông Vận tải các địa phương cũng đã xây dựng các kịch bản nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, lập các đoàn kiểm tra phòng chống dịch. Đoàn liên ngành về phòng chống ùn tắc ở tất cả các điểm trên thành phố, thị xã. Một cái thứ hai là chống xe dù xe buýt, xe dù bến cóc. Cái thứ ba là một đoàn kiểm tra cùng như đảm bảo các cái điều kiện liên quan đến chống dịch. Tại buổi kiểm tra, lực lượng liên ngành yêu cầu lái xe trước khi xuất bến kiểm tra tuyệt đối các thiết bị giám sát hành trình, hệ thống tín hiệu, phanh hãm, niêm yết giá vé, chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tránh tình trạng xe không đảm bảo chất lượng, nhồi nhét hành khách, nâng giá vé và tuyệt đối không lơ là giám sát phòng dịch bệnh. Đây cũng là cam kết của chính các nhà xe. Tăng cường cái công tác là tuyên truyền về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống việc vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, và đặc biệt là cái công tác mà phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, trên các tuyến giao thông cửa ngõ, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm, đoàn liên ngành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành các quy định phòng dịch, giúp người dân về quê đón Tết an toàn. Từ nay cho đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2021, bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở bán vé xe Tết Nguyên đán 2021. Theo dự báo, bến xe miền Đông cao điểm từ 25 đến 27 tháng Chạp, lượng hành khách đi lại khoảng 52.000 người, vào ngày 28 tháng Chạp khoảng 54.000 khách. Giá vé dự kiến cũng tăng 40 đến 80% so với ngày thường, tùy chặng và thời điểm. Hiện tại, bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải đăng ký để thống nhất kế hoạch. Khi có sự việc đột biến, sẽ huy động xe kịp thời để tăng cường giải tỏa hành khách. Ngoài đảm bảo yêu cầu đi lại của hành khách, nhà xe và khách được yêu cầu đảm bảo quy định phòng COVID-19. Ngày 20 tháng Chạp, bến xe miền Tây sẽ mở bán vé Tết. Lượng khách dự báo giảm 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vé dự kiến tăng 40% trong 5 ngày cao điểm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải tạm dừng cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có diễn biến phức tạp. Trước hết là từ Anh, Nam Phi. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành của Bộ và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước, trong và sau chuyến bay chở người nhập cảnh. Trong đó, chú trọng khai báo y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi lên máy bay, khử khuẩn các bề mặt, khử khuẩn máy bay theo quy định. Thời gian gần đây, tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô Hà Nội đã xuất hiện hàng chục bãi trông giữ xe trái phép, khiến cho người dân tại khu vực này hết sức lo lắng về việc mất an ninh trật tự. Không chỉ lập bến bãi trông xe trái phép, các đối tượng còn tự dựng nhà xưởng, đề biển quảng cáo ngang nhiên, biến khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp trở thành một tụ điểm tập kết hàng hóa và thu tiền của bất kỳ ai nếu lọt vào địa bàn của chúng. Người dân thì vô cùng bức xúc, thế nhưng cứ phản ánh với cơ quan chức năng thì quy mô hoạt động của các bãi xe tụ điểm này lại càng phình to ra hơn. Phản ánh của phóng viên chúng tôi. Đây là những gì đang diễn ra tại khu đất thuộc tổ dân phố số 18, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Một số đối tượng đã tự quây tôn, làm bãi trông giữ xe trái phép,
lập bến cóc để phục vụ cho một số xe từ các tỉnh lân cận về Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình Thông Tấn, chỉ cần lọt vào địa bàn do các đối tượng này quản lý, lập tức một đối tượng xuất hiện để thu tiền, bất kể vào đây để làm gì. Đang vào hỏi xe để tí nữa mới đi vào chở người với chở hàng ra. Thế anh hỏi nhưng mà vào đấy là mất tiền rồi anh ạ. Anh đâu vào ở trong đâu, anh đứng đây anh xem qua khẩu là bãi rồi anh. Không có 20.000. Anh đưa bao nhiêu em chở xa được, anh đưa tới triệu em xa được cơ. Ờ đấy ạ. Ok. Bãi này của ông nào đấy? Bãi của em. Hả? Bãi của em. Thế à? Còn mức giá để các xe ô tô vào dỡ hàng, chở hàng hoặc để qua đêm sẽ dao động từ 30 đến 100.000 đồng. Theo phản ánh của những người dân sống tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, tình trạng bến bãi trái phép hoạt động rầm rộ tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Hà Nội đã diễn ra từ nhiều năm nay. Các đối tượng thường chiếm các khu đất trống để tổ chức trông xe, tập kết hàng hóa trái phép và thu tiền. Ngạc nhiên hơn, thời gian gần đây các đối tượng này còn tổ chức bốc xếp hàng hóa, trông xe ngay dưới lòng đường tại khu đô thị. Ừ, ông bà đây là cựu chiến binh đấy, nhưng mà không nói được là vì nó đổ lên tận đây, nó cứ sang hàng ngay tại đây, cứ đến trưa nhà cô chuẩn bị dọn ăn cơm thì nó san, lúc bây giờ nó biết là nghỉ rồi nhá. Thế mong rằng các anh hỗ trợ cho khu dân cư chúng tôi làm sao mà dẹp bỏ được các bến cóc, những các cái bến xe đỗ phi pháp, rồi những các cái tệ nạn xã hội mà là gây bức xúc cho trong dân, để ảnh hưởng cái nền an ninh trật tự cho chúng tôi. Một nhân viên trông xe tại khu vực công viên vườn hoa tại khu vực tổ dân phố số 18 phường Hoàng Liệt cho biết, mỗi đầu xe khi gửi hàng tháng ở đây phải nộp từ 800 đến 1 triệu đồng, còn vãng lai thì từ 20 đến 50.000 đồng. Và đây là lý do để bãi xe trái phép này tồn tại được mỗi khi ngành chức năng đi kiểm tra. Cái này nó thuê lại là 4-5 năm còn đâu, từ trước này thì chỉ chục năm rồi. Bãi là chục năm rồi. Cái này công an với thanh tra hay là kiểm tra? Có bắt dèo không? Phường rồi quận rồi là thành phố, mấy ba ông đấy cứ đến thả lên quý không đến. Đến kiểm tra hay là gì? Đến nhá, thu tiền. Thực hiện chủ đề trật tự văn minh đô thị, mỗi năm các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đều tổ chức ra quân để xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, giao thông đô thị. Và chính quyền thành phố Hà Nội đều yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm trên địa bàn. Thế nhưng với những gì đang diễn ra ngay ở cửa ngõ thủ đô, đòi hỏi lãnh đạo cấp cao của thành phố Hà Nội cần có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Sáng ngày 13 tháng 1 tại tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận biểu dương thành tích của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng thủ đô. Nằm trong khu vực rừng quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Cứu hộ Thú Linh trưởng Cúc Phương được thành lập với mục đích cứu hộ và chăm sóc các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam để trả chúng về với môi trường sống tự nhiên. Hiện nay, trung tâm này đang chăm sóc gần 180 cá thể thuộc 6 loài linh trưởng bị săn bắt và buôn bán trái phép. Phần lớn các loài linh trưởng được đưa về Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Cúc Phương được tìm thấy trong các vụ săn bắn và mua bán trái phép động vật hoang dã. Đa số chúng khi được chuyển về đây đều trong tình trạng sức khỏe rất yếu và mang nhiều thương tích. 179 con linh trưởng đang được chăm sóc tại đây, nhiều nhất là vọc Hà Tĩnh, vọc Trà Vá chân xám. Sau khi được chữa lành vết thương và phục hồi sức khỏe, chúng sẽ được chuyển sang khu nuôi thả bán tự nhiên rộng 7 hectare để thích nghi lại với môi trường sống tự nhiên. Thì mình có muốn có một thông điệp đến bà con, đến người dân là đó không phải là những cái con vật cảnh, mà khi mà chúng ta bắt gặp những cái con động vật ở ngoài rừng tự nhiên hãy để nó tự nhiên. Còn nếu trong trường hợp là những cái cá thể nó lạc ở trong gia đình ấy, thì hãy gọi điện ngay đến Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng để chúng tôi có thể đến kịp thời đến cứu giúp. Không chỉ bảo vệ và chăm sóc các loài linh trưởng quý hiếm, tại đây trong môi trường bán hoang dã, nhiều linh trưởng con đã được ra đời.
Hiện trung tâm đã cho sinh sản thành công 10 loài với số lượng 155 cá thể, trong đó chủ yếu là vọc Hà Tĩnh 19 cá thể, vọc trà vá chân xám 15 cá thể và cu ly nhỏ 7 cá thể, cùng các loài khác như vọc mông trắng và các loài vượn. Đây cũng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo tồn nguồn gen của các loài động vật hoang dã quý hiếm. Trong thời gian tới thì Vườn Quốc gia Quốc Phương sẽ vẫn tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm mà trên cơ sở của những năm trước đã đạt được, thì Vườn Quốc gia Quốc Phương tiếp tục phối hợp với các chi cục kiểm lâm trên khắp cả nước để tiếp nhận các loài động vật hoang dã bị săn bắn buôn bán trái phép ở các chi cục kiểm lâm về đây cứu hộ nuôi nhốt và tái thả lại trong tự nhiên để góp phần phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Được thành lập từ năm 1993. Từ đó đến nay, trung tâm này vẫn trong tình trạng quá tải vì số lượng động vật hoang dã phải cứu hộ rất nhiều. Dù vậy, với sự quan tâm và hỗ trợ của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, đây vẫn là một trong bốn trung tâm cứu hộ động vật hoang dã có uy tín và hiệu quả cao trong cả nước. Trung tâm hiện cũng đang tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác bảo tồn có khả năng giám sát đa dạng sinh học nói chung và các loài nguy cấp nói riêng. Sau dòng giá hơn 15 năm thi công, những hạng mục cuối cùng của đại công trình thủy lợi Iamơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cũng đã cơ bản hoàn thành. 15 năm, người dân khắc khoải chờ dự án phát huy được công năng, kỳ vọng về đại dự án sẽ sớm giúp người dân vùng biên giới xóa nghèo. Thế nhưng những vướng mắc trong việc chuyển đổi diện tích vùng tưới đã và đang khiến dự án này tiếp tục để người dân phải chờ đợi. Vài năm trở lại đây, đại công trình thủy lợi Iamơ đã luôn đầy ắp nước. Thế nhưng, ngay dưới chân công trình, cánh đồng làng Cá Lả rộng hơn 70 hectare vẫn phải chịu cảnh hạn nặng vào mùa khô. Vụ lúa hè thu đã thu hoạch được hơn 4 tháng, thế nhưng bầy sào ruộng, nhà anh Rơm Ma Tư vẫn phải bỏ không. Phải chờ đến mùa mưa mới có nước để canh tác. Ước mơ được cấy lúa 2 vụ mỗi năm vẫn còn rất xa với người dân dưới chân công trình thủy lợi Iamơ. Nhà thì giờ hiện tại thì có 7 sào đất, giờ một năm có một vụ làm nhá, giờ không có nước, giờ cứ chờ vào trời phù hộ thôi, mưa lúc nào thì trông chờ lúc đấy. Nếu mà có thủy lợi, nếu mà xong sớm thì đưa nước cho bà con để làm lúa 2 vụ. Những ngày này ông Caputin tranh thủ sửa chữa lại máy cày, máy kéo sau khi thu hoạch xong vụ mì ít ỏi trên mảnh nương xa. Mọi công việc đồng áng đều gác lại để chờ đến mùa mưa. Trong lúc chờ đợi, người dân chỉ quanh quẩn trong làng. Nếu có nước từ hồ chứa Iamơ, cánh đồng Cá Lả sẽ cho ít nhất 2 vụ lúa mỗi năm. Không chỉ đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ cho người dân, đây còn là động lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh cho vùng phên dậu của quốc gia. Không có nước, ruộng đồng bỏ không mấy tháng trời. Trời thương thì cho mưa sớm, nhưng cũng chỉ sản xuất được một vụ lúa mỗi năm. Bà con chỉ mong thủy lợi nhanh cho nước để làm lúa 2 vụ. Làm được 2 vụ lúa thì ai mà không muốn? Muốn lắm chứ. Và hiện tại bây giờ thì bà con nằm sát ven hồ nhưng mà chưa được hưởng từ cái nước của hồ thủy lợi Nam Mơ và cũng vẫn đang phụ thuộc vào nước trời và chỉ có làm lúa được một vụ và cũng như các cây hoa màu khác. Và đặc biệt vào cái mùa khô này là rất là thiếu nước tưới, và không riêng gì thiếu nước tưới mà thiếu cả nước ăn. Nên là cũng mong muốn là công trình hồ thủy lợi Nam Mơ sớm đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng. Thủy lợi chậm cho nước, ruộng đồng bỏ hoang phần lớn thời gian trong năm và là nơi chăn thả cho đàn gia súc. Sống ngay dưới chân hồ chứa ẩm ấp nước, nhưng gần 3.000 dân của xã Iamơ và cả vùng lân cận rộng lớn vẫn đang chịu cảnh khô khát trong mùa khô. Hơn bao giờ hết, họ mong chờ công trình thủy lợi sớm đưa nước tưới về cho người dân. Chỉ cần có nước tưới, chắc chắn đời sống của người dân sẽ thay đổi hơn rất nhiều. Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 1, tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện bắt giữ hơn 300 tấn hàng lậu. Ban đầu, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Bô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Cụ thể, khi các đối tượng nghỉ tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 14 xe ô tô, gồm 9 xe và 5 xe tải đang vận chuyển khoảng 300 tấn hàng, gồm giày dép, quần áo, hàng tiêu dùng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phân loại, kiểm đếm hàng hóa và khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết đây là vụ buôn lậu vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.